Crypto bắt đầu tạo đáy và mùa uptrend đang gần kề. Chào cộng đồng CryptoLeakVN. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các sự kiện rất đặc biệt trong tuần vừa qua. Trong đó, diễn biến về tình hình lãi suất đã thực sự tác động và làm thị trường chao đảo, khiến giá Bitcoin đâm mạnh về vùng dưới 25.000 đô. Sau đó không lâu thì ông lớn BlackRock lại xuất hiện và thổi một làn gió mới vào thị trường, khiến niềm tin tăng trưởng của ngành crypto quay trở lại. Về phía các dự án cộng đồng thì P-Network và Omega Network trong tuần này vẫn tiếp tục chiếm sóng với nhiều diễn biến mới. Trong đó, tình hình mua bán và giao dịch các đồng tiền này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn trước bối cảnh ngành crypto đang rất tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại các tiêu điểm nổi bật của thị trường trong video hôm nay. Phần 1. Lãi suất Mỹ khiến thị trường chao đảo. Như chúng tôi đã phân tích trong các bản tin trước, chỉ số CPI tháng 5 đã có dấu hiệu sụt giảm mạnh về 4%. Điều này đã chỉ ra lạm phát có thể đã tạo đỉnh và Fed đã quyết định tạm ngưng việc tăng lãi suất trong tháng này. Hiện nay, mức lãi suất cơ bản của Mỹ đang nằm ở mức 5-5,25%. Đáng ra thì đây là một tin tốt cho thị trường và crypto. Tuy nhiên, trong bài phát biểu, Fed còn bổ sung thêm một ý quan trọng là trong năm 2023 này, khả năng vẫn còn 2 lần tăng lãi suất nữa và mức lãi có thể về đến 5,5-5,75% trong năm nay. Chính vì thông tin này đã nhấn chìm toàn bộ niềm tin của thị trường crypto và một cú panic sell rất mạnh đã đưa Bitcoin về vùng dưới 25.000 đô. Trong khi đó, các mã altcoin khác cũng bị bán tháo rất mạnh, khiến tổng vốn hóa của thị trường một lần nữa mất đi mốc 1.000 tỷ đô la. Phần 2. BlackRock xuất hiện với niềm tin mới về crypto. Ngay sau tin tức rất xấu về tình hình lãi suất, thị trường vẫn ảm đạm, thì cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu của Mỹ, thị trường crypto đã đón nhận một tin chấn động. Ngay giữa thời điểm nhạy cảm này, thì BlackRock đã nộp đơn lên SEC để ra mắt iShares Bitcoin Trust. Nếu được chấp thuận, Bitcoin ETF sẽ cho phép các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với tiền điện tử trong một sản phẩm tài chính. Và BlackRock là một trong những công ty tài chính lớn nhất của phố Wall. Tin tức này cũng kéo toàn bộ thị trường phục hồi trở lại. Và ngay lập tức, Bitcoin quay trở về ngưỡng 26.000 đô chỉ trong vòng một ngày. BlackRock đã nhiều lần nhắm đến crypto và tác động tích cực đến thị trường này. Đầu tiên là củng cố niềm tin rằng Bitcoin là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán, đưa ra tiềm năng giúp nhà đầu tư của BlackRock tiếp cận crypto trong tương lai. Tiếp đến, BlackRock lại có ý định sử dụng Coinbase Custody làm đơn vị giám sát của BlackRock, dần thâm nhập vào giới crypto. BlackRock là một đế chế tài chính đang quản lý quỹ với hơn 10.000 tỷ đô. Đây thực sự là một siêu cá mập trong thị trường tài chính của thế giới. Theo luật định, SEC sẽ có tối đa 45 ngày kể từ ngày BlackRock nộp đơn để công bố thông báo về đơn đăng ký theo luật đăng ký liên bang. Sau thông báo này, sẽ có khoảng 45 ngày để các bên liên quan chất vấn. Tiếp theo là 45 ngày để BlackRock trả lời các chất vấn. Sau đó SEC có thể kéo dài thời hạn xem xét lên tới 90 ngày. Và tổng thời gian xem xét hồ sơ lên tới 240 ngày. Trước đây trong quá khứ, SEC đã từng nhiều lần từ chối các sản phẩm ETF của nhiều tổ chức khác. Tuy nhiên, BlackRock là một vị thế hoàn toàn khác. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, SEC đang đối diện với việc tái cơ cấu và sa thải chủ tịch Gary vì ông này được nghị sĩ Warren nhận định là quá chuyên chế và độc tài trong khâu quản lý. Phần 3. P-Network và Omega khuấy động thị trường. Trong khi thị trường tuần này có nhiều diễn biến tiêu cực, thì từ phía cộng đồng P-Network lại rất xôn xao về tính năng chia nhỏ token trên mạng xã hội Fireside Forum. Với mỗi token hiện tại, người dùng có thể tặng thưởng cho tới 10 bài đăng, với mỗi bài là 0,1 token. Ngoài yếu tố về kỹ thuật, thì việc chia nhỏ token cũng giúp định giá Bitcoin có phần tích cực hơn. Giá Bitcoin vẫn được giao dịch quanh mốc 11.500 Việt Nam đồng trên thị trường OTC và 11.800 đồng trên sàn P-Bridge. Cũng trong tuần này, dự án Omega Network đã chính thức được list trên sàn giao dịch như Bybit, Maxi, Gate, KuCoin. Đây là một dự án crypto cũng cho phép người dùng đào miễn phí như Bitcoin. Cộng đồng của Omega cũng rất lớn và hoạt động sôi nổi. Hiện tại, giá của OMN Coin đang được giao dịch quanh mức 1.300 Việt Nam đồng trên các sàn. Thị trường giao dịch chợ đen OTC cũng đang trao ngay đồng coin này với tỷ giá tương tự. Các hội nhóm cũng đã rất FOMO về dự án Omega. Trên đây là những tiêu điểm chính của thị trường crypto trong tuần vừa qua mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các diễn biến mới nhất của thị trường và gửi đến các bạn trong các bản tin sau. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.